hối điều gì và tự hào điều gì. Nhưng mà với Vân thì khi mà hơn gần 3 năm Vân đương nhiệm và đến ngày hôm nay khi Vân ngồi đây thì Vân chỉ có toàn là điều tự hào thôi. Và Vân chỉ cảm thấy là Vân được rất nhiều, Vân được những cơ hội khi mình trở thành Hoa hậu của Việt Nam để mà có thể tham gia Hoa hậu của thế giới. Đó là điều đầu tiên. Thứ hai là Vân có cơ hội được làm những rất là nhiều những cái dự án thiện nguyện xã hội của mình và dùng cái tiếng nói của mình để giúp đỡ những cái người cần mình. Và bên cạnh đó thì Vân có thể lan tỏa được những cái câu chuyện mà Vân muốn chia sẻ với tất cả mọi người xung quanh. Và nếu mà nói về tiếc nuối thì Vân tiếc nuối một xíu là bởi vì có lẽ Vân đang quen trong khoảng thời gian đại dịch Covid-19 thì Vân nghĩ đây là một cái khó khăn không chỉ riêng cho Việt Nam mà đó là một khó khăn của toàn thế giới. Và Vân tiếc nuối là bởi vì Vân không có quá nhiều thời gian để làm thêm được nhiều dự án hơn nữa mà thôi. Cho nên là đó là điều mà em cảm thấy hối tiếc. Dạ, cái câu thứ hai là Vân đã chuẩn bị gì cho Final World? Phải nói là thực ra thì Vân chuẩn bị rất là nhiều thứ, rất là ấp ủ rất là nhiều thứ, nhưng mà hơn bao giờ hết thì Vân nghĩ là đến cuối cùng thì Vân muốn dành những cái điều tuyệt vời nhất, đặc biệt nhất và Vân muốn chia sẻ bằng chính và lên Final World. Cho nên Vân rất là hy vọng rằng buổi tối ngày hôm đó thì tất cả quý vị khán giả cũng như là tất cả các anh chị em bạn bè sẽ chứng kiến khoảnh khắc đó của Vân, khoảnh khắc của một hoa hậu khi mà mình sắp kết thúc nhiệm kỳ. Đối với Vân đó là một cái điều rất là tuyệt vời.